Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy, trong tháng 9, tuổi Quý Dậu 1993 cũng có những đột phá về thành công trong công việc, cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 9 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền, vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Quý Dậu phất lên như diều gặp gió, không có gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Quý Dậu trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Dậu 1993 có mệnh là kiếm phong kim, tài vận của con giáp này rất tốt. Tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hàm nhai mà tay quay thì miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm được quyền lực trong tay, có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi mà làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, tính toán, không ghi bo, bần tiện, mà bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết. Là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay đã được giảm giá. Đối với tuổi Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 đang tìm việc làm thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc là không uy tín, vừa lãng phí thời gian vừa hao tài tốn của nên cần cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Những bạn vẫn đang học lên cao, nếu không ngừng cố gắng, tập trung phấn đấu, bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay trong thời gian này. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp canh dương kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng nhận thấy đây có thể coi là một tháng khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người Quý Dậu khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định. Công việc trong tháng 9 năm 2022 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận xấu, kế hoạch đặt ra đi chệch hướng. Kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn. Tháng này điểm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội, kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm, vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào đợt giai đoạn bất ổn này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Sa-cát được thầy Sa-cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo dõi tử vi tháng 9 năm 2022 âm lịch, tuổi Quý Dậu về mặt tài lộc công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người Quý Dậu thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc số từ trên trời rơi xuống, khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Quý Dậu trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo cho sức khỏe của mình. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với bạn tin tưởng để sớm giải tỏa được tâm lý. Đặc biệt cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc, rất hại sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Gia chủ tuổi Quý Dậu hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 9 âm lịch, chuyện tình cảm của người Quý Dậu không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên, làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm, thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh. Nhân duyên của người độc thân không phải không có những cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp vào thế giới của riêng mình, càng khiến cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác giới ít đi. Lúc này tốt hơn hết, bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hòa cục, xung thìn hình mùi hại Dậu phá mùi tuyệt thìn. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9 tức ngày 5 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 9 tức ngày 17 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9, tức ngày 6 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9, tức ngày 18 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hòa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như
tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng, năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Quý Dậu trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.